Bồ Tát muốn được sư tử Du Hí Tam Muội, sư tử Phấn Tấn Tam Muội cùng hết thảy các Đà La Ni môn và Tam Muội môn phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, nói tóm lại, Bồ Tát muốn làm thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: trước đây đã nói rằng Bồ Tát muốn được các công đức phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: trước đây muốn được các công đức thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nay đã nghe Bát Nhã Ba La Mật, đã nếm được mùi vị của Bát Nhã Ba La Mật rồi, nên muốn được các công đức của sáu Ba La Mật, do vậy mà càng phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật hơn nữa. Lại nữa, do nhân duyên nói về pháp không mà có người nghe nghi là Phật pháp cũng chấp đoạn diệt, nên lập lại để đoạn nghi cho họ. Vì vậy mà phải nói lại rằng muốn được đầy đủ các công đức thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu, nhưng vẫn phải hành các công đức về bố thí, trì giới. Vì sao? Vì ở đây chẳng phải là các công đức không chân của người chấp về đoạn diệt. Do hạng người thiểu trí nghe trước và sau có trái nhau, nên Phật phải rộng nói thêm. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là thậm tâm vi diệu pháp, nên phải lặp đi lặp lại. Đến như lời Phật khen ngày tu Bồ Đề, mà Phật cũng lặp đi lặp lại: lành thay, lành thay. Nghĩa của sáu pháp Ba La Mật như đã nói trước đây, nhằm khai thị cho người nghe biết rõ về năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Đây là nói về tổng tướng, còn nói về biệt tướng thì phải nói đến năm căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, vân vân. Người thế gian bị trói buộc bởi các pháp ấy và lấy thọ làm chủ. Do có thọ nên mới sanh ra các kiết sử phiền não. Ví như thọ lạc sanh tham, thọ khổ sanh sân, chẳng có thọ lạc, thọ khổ sanh si. Do ba độc tham sân si mà có các phiền não dấy khởi kết thành các nghiệp nhân duyên. Bởi vậy nên nói thọ làm chủ mà chẳng nói đến các tâm sở khác vậy. Trước đây đã có nói đến giác ý tam muội, sư tử du hí tam muội, siêu việt tam muội, vân vân. Bồ Tát vào được các tam muội này là có thể làm thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh bởi nhân duyên vậy. Nên nói Bồ Tát muốn được đầy đủ các công đức phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát muốn có được đầy đủ các thiện căn, muốn chẳng đọa vào ba đường ác, muốn chẳng sanh vào nhà hạ tiện, muốn chẳng trú nơi thanh văn địa và bích chi Phật địa, muốn chẳng đọa đảnh, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: thế nào gọi là Bồ Tát đọa đảnh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu Bồ Tát chẳng có đủ các sức phương tiện để thật hành sáu pháp Ba La Mật, để nhập vào các tam muội không vô tướng và vô tác, mà lại trú nơi thanh văn địa và bích chi Phật địa dẫn đến thủ chấp Bồ Tát vị, thì gọi là Bồ Tát sanh pháp ái, như vậy gọi là Bồ Tát đọa đảnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: sanh gọi là pháp ái. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: những gì gọi là pháp ái? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà ở nơi sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc tịch diệt, sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, dẫn đến ở nơi thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức tịch diệt, thức vô thường, thức khổ, thức vô ngã, còn có khởi niệm chấp trước, thì gọi là Bồ Tát thuận đạo mà sanh pháp ái. Lại nữa, Bồ Tát tu tập các pháp: đây là khổ phải nên biết, đây là tập phải nên đoạn, đây là diệt phải nên chứng, đây là đạo phải nên tu, đây là tịnh pháp phải nên gần, đây là cấu pháp phải nên xa, đây là việc phải nên làm, đây là việc chẳng nên làm, đây là Bồ Tát đạo, đây chẳng phải là Bồ Tát đạo, đây là đàn Ba La Mật, đây chẳng phải là đàn Ba La Mật, đây là Thi La Ba La Mật, đây chẳng phải là Thi La Ba La Mật, đây là Sàn Đè Ba La Mật, đây chẳng phải là Sàn Đè Ba La Mật, đây là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, đây chẳng phải là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, đây là Thiền Ba La Mật, đây chẳng phải là Thiền Ba La Mật, đây là Bát Nhã Ba La Mật, đây chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, đây là phương tiện của Bồ Tát, đây chẳng phải là phương tiện của Bồ Tát, vân vân. Trên đây là chỗ thị học và chỗ phi học, tức là chỗ nên học và chỗ chẳng nên học của Bồ Tát. Nên biết thị cũng như phi đều là phương tiện của Bồ Tát cả. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà ở nơi các pháp còn khởi niệm chấp trước thị hay phi thì gọi là Bồ Tát thuận đạo mà sanh pháp ái. Luận hỏi:
Phải hành những thiện căn gì mới chẳng đọa vào các ác đạo, mới chẳng đọa đành? Đáp, có thuyết nói, hành thiện căn bất tham, khiến cho ái kiết cùng hết thảy các kiết sử khác mỏng dần, từ đó vào được các thiền định. Hành thiện căn bất sân, khiến cho tâm xuân nhuế, cùng các kiết sử khác mỏng dần, từ đó sanh được tâm tử bi. Hành thiện căn bất si, khiến vô minh cùng các kiết sử khác mỏng dần, từ đó vào được bát nhã ba la mật. Hành các thiện căn như vậy là có đủ thiền định từ bi và trí huệ bát nhã, cho nên chẳng có việc gì mà chẳng làm được, chẳng có pháp môn gì mà chẳng tu được. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, tu tập các thiện căn như vậy, nên chẳng đọa vào các đường ác, chẳng sanh vào nhà hạ tiện, chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, chẳng đoạn đảnh. Hỏi, trong bốn sự việc nêu trên đây, vì sao chỉ nói riêng đến đoạn đảnh mà thôi? Đáp, vì ba sự việc kia đã nói đến trước đây rồi, riêng việc đoạn đảnh chưa được đề cập đến, nên nay Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi. Hỏi, đoạn đảnh là vào trong pháp vị, nghĩa này đã được nói rồi, vì sao nay còn hỏi nữa? Đáp, trước đây đã nói về nghĩa này rồi, tuy nhiên trước đây chưa nói rõ về các phương tiện dẫn vào ba giải thoát môn, bởi vậy nên danh tự này trước và sau có nghĩa khác nhau. Trước nói do pháp ái mà được lợi ích và được vô sanh pháp nhẫn, nay nói vào được vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn chấp, còn ái pháp thì chẳng có lợi ích gì. Ví như người ăn nhiều bị bội thực chẳng tiêu hóa được, nếu chẳng lo thuốc men chữa trị thì sẽ thành trọng bệnh. Khi bệnh đã lành rồi thì chẳng cần đến thuốc men nữa. Bồ Tát cũng như vậy, khi sơ phát tâm do tham ái pháp thực mà tinh tấn tu hành chứng được đạo quả. Thế nhưng nếu chưa có đủ các sức phương tiện để hành các thiện pháp thì sẽ sanh tâm chấp đắm đạo quả vậy. Bởi vậy nên nói ở nơi vô sanh pháp nhẫn mà còn pháp ái thì cũng vẫn là bệnh. Vì sao? Vì do còn chấp pháp, nên ở nơi bất sanh bất diệt mà chẳng được tự tại. Ví như người mắc phải trọng bệnh quyết định sẽ phải chết, thì dù có uống nhiều thuốc, các thứ thuốc ấy cũng thành bệnh. Bồ Tát nếu đã vào được nơi rốt ráo không, nơi bất sanh bất diệt đã, tức là đã vào trong vô sanh pháp nhẫn rồi, mà còn sanh pháp ái thì sẽ dễ mắc bệnh pháp ái vậy. Pháp ái đối với các hàng trời người là diệu pháp, nhưng ở nơi vô sanh pháp nhẫn thì lại là bệnh. Ở nơi hết thảy pháp, nếu còn sanh ước tưởng phân biệt, nếu còn quán thị phi, để rồi tùy theo pháp mà sanh pháp ái thì được gọi là đoạn đảnh. Vì sao? Vì như vậy là trái với thật tướng pháp, là chẳng có tương ưng với thật tướng pháp. Nếu Bồ Tát vẫn còn chấp như vậy thì gọi là Bồ Tát tham ái pháp thực, cũng gọi là đoạn đảnh. Hỏi, chỉ là một pháp nhưng vì sao có lúc nói là vô sanh, có lúc nói là đảnh? Đáp, ở nơi nhu thuận nhẫn, ở nơi vô sanh nhẫn, nếu chẳng có chấp trước pháp vô sanh đó thì gọi là trú đảnh vị. Bồ Tát trú ở đảnh cao đó, thẳng đường đến Phật đạo, chẳng còn bị sợ đoạn nữa. Cũng như vậy, ở trong pháp thanh văn có nói đến noãn pháp, nhẫn pháp và đảnh pháp. Khi đã thành tựu được hai pháp noãn và nhẫn rồi thì hành giả tiến tu đảnh pháp vậy. Hỏi, nếu đã được đảnh vị rồi là chẳng còn bị đoạn nữa, vì sao lại nói đến đoạn đảnh? Đáp, người được đảnh vị rồi mà tâm kiên cố, trí an ổn thì chẳng sợ bị đoạn nữa. Người đã gần được đảnh vị rồi mà đánh mất đi thì mới gọi là đoạn đảnh. Vì sao? Vì khi đã lên đến đảnh núi, đứng vững chắc trên đảnh núi rồi thì chẳng còn bị sợ bị rơi xuống nữa. Thế nhưng khi còn đang leo núi, mặc dù đã gần đến đỉnh núi rồi thì cũng vẫn còn nguy hiểm, còn lo sợ bị rơi xuống, nên cần phải giữ tâm trí kiên cố an ổn. Bồ Tát khi đã trú ở đảnh vị rồi thì chẳng còn bị các nội ma quấy nhiễu, chẳng còn bị các kiết sử trói buộc nữa. Như vậy gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì trái với vô sanh là còn kiết sử, còn ái chấp các thiện pháp. Nếu chẳng có được trí huệ soi sáng thì chẳng vào được nơi thật tướng pháp, như vậy gọi là sanh. Nếu có được trí huệ soi chiếu thì vào được nơi thật tướng pháp, như vậy gọi là thục. Lại nữa, nếu chẳng có ý chỉ trí sanh diệt, nếu ly được trí sanh diệt, ly được các chấp điên đảo thì vào được nơi bất sanh bất diệt, như vậy gọi là được vô sanh pháp, hay tín pháp, hay thọ pháp, hay trí pháp, cũng gọi là nhẫn vị. Bồ Tát khi đã nhập vào vị ấy rồi là xả bỏ hết thảy các quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu chẳng được như vậy thì gọi là thuận đạo mà còn sanh pháp ái.
Kinh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ Tát bất sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật ở trong nội không, chẳng thấy có ngoại không; ở trong ngoại không, chẳng thấy có nội không; ở trong ngoại không, chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong nội ngoại không, chẳng thấy có không không; ở trong không không, chẳng thấy có nội ngoại không; ở trong không không, chẳng thấy có đại không; ở trong đại không, chẳng thấy có không không; ở trong đại không, chẳng thấy có đệ nhất nghĩa không; ở trong đệ nhất nghĩa không, chẳng thấy có đại không; ở trong đệ nhất nghĩa không, chẳng thấy có hữu vi không; ở trong hữu vi không, chẳng thấy có đệ nhất nghĩa không; ở trong hữu vi không, chẳng thấy có vô vi không; ở trong vô vi không, chẳng thấy có hữu vi không; ở trong vô vi không, chẳng thấy có tất cánh không; ở trong tất cánh không, chẳng thấy có vô vi không; ở trong tất cánh không, chẳng thấy có vô thỉ không; ở trong vô thỉ không, chẳng thấy có tất cánh không; ở trong vô thỉ không, chẳng thấy có tán không; ở trong tán không, chẳng thấy có vô thỉ không; ở trong tán không, chẳng thấy có tánh không; ở trong tánh không, chẳng thấy có tán không; ở trong tánh không, chẳng thấy có chư pháp không; ở trong chư pháp không, chẳng thấy có tánh không; ở trong chư pháp không, chẳng thấy có tự tướng không; ở trong tự tướng không, chẳng thấy có chư pháp không; ở trong tự tướng không, chẳng thấy có bất khả đắc không; ở trong bất khả đắc không, chẳng thấy có tự tướng không; ở trong bất khả đắc không, chẳng thấy có vô pháp không; ở trong vô pháp không, chẳng thấy có bất khả đắc không; ở trong vô pháp không, chẳng thấy có hữu pháp không; ở trong hữu pháp không, chẳng thấy có vô pháp không; ở trong hữu pháp không, chẳng thấy có vô pháp hữu pháp không; ở trong vô pháp hữu pháp không, chẳng thấy có hữu pháp không. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy gọi là Bồ Tát bất sanh, nhập vào Bồ Tát vị. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải nên tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế này: chẳng niệm sắc thọ tưởng hành thức, chẳng niệm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng niệm sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng niệm sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng niệm 18 bất cộng pháp. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng có niệm trước, chẳng có tự cao là mình đã được đại tâm, đã được vô đẳng đẳng tâm. Vì sao? Vì tâm tướng và phi tâm tướng đều là vô tướng, là thường thanh tịnh vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào là tâm tướng thường thanh tịnh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát biết rõ tâm tướng cùng tham sân si là chẳng hợp chẳng ly, biết rõ tâm tướng cùng các kết sự phiền não triền phược là chẳng hợp chẳng ly, như vậy gọi là biết rõ tâm tướng thường thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay là chẳng có tướng tâm? Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại: Trong vô tâm có thể được tướng tâm hay là tướng vô tâm chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Chẳng thể có được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Nếu chẳng thể có được thì chẳng nên hỏi về có tâm hay chẳng có tâm, thị tâm hay phi tâm làm gì nữa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là vô tâm tướng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu đối trước các pháp mà biết rõ các pháp là chẳng thể hoại, bất khả hoại, là chẳng có phân biệt, vô phân biệt, thì đó gọi là chẳng có tướng tâm, vô tâm tướng vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Chỉ có tâm là chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, hay là sắc cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, dẫn đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ Tát biết rõ tâm là chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, thì Bồ Tát cũng biết rõ sắc dẫn đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt vậy. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề rằng: lành thay, ông thật là bậc chân Phật tử, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, thủ được pháp phần của Phật, trong pháp tự tín thân được chứng. Đúng như lời Phật dạy, ông được vô chánh tam muội, tối diệu đệ nhất. Nếu Bồ Tát y theo lời ông đã phân biệt nói ra mà thật hành thì sẽ chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu có người thiện nam thiện nữ muốn học pháp thanh văn thì cũng phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, chánh ước niệm như pháp mà tu hành. Lại nữa, nếu có người thiện nam thiện nữ muốn học pháp Bồ Tát thì cũng phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, chánh ước niệm như pháp mà tu hành. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói về cả ba thừa, bởi vậy nên thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát đều phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi: Trong kinh nói trong nội không chẳng thấy có ngoại không, trong ngoại không chẳng thấy có nội không, nghĩa ấy như thế nào? Đáp:
Có thuyết nói rằng bốn đại ở bên ngoài, theo các thức ăn uống, theo hơi thở, nhập vào thân trở thành bốn đại của nội thân. Khi bài tiết cũng như ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, khi thân đã chết rồi, thì bốn đại của nội thân lại được trả về cho bốn đại bên ngoài. Như vậy là chấp có trong nội, có ngoài, ngoại, có đi, khứ, có đến, lai, đều là chấp điên đảo cả. Hết thảy các pháp đều là chẳng có các tướng trong ngoài đi đến. Bởi vậy nên nói nội không chẳng có ở ngoại không, ngoại không chẳng có ở nội không, dẫn đến 16 pháp không còn lại cũng đều là như vậy cả. Hết thảy các pháp đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có đi, chẳng có đến, chẳng có đồng, chẳng có khác, mỗi mỗi đều chẳng trú vậy. Lại nữa vào Bồ Tát vị, Bồ Tát chẳng có niệm sắc là có, chẳng có niệm sắc là không, dẫn đến cũng chẳng niệm 18 bất cộng pháp là có hay là không. Nghĩa là niệm có, niệm không đã nói trước đây rồi. Hỏi: Bồ Đề tâm, Vô Đẳng Đẳng tâm và Đại tâm khác nghĩa với nhau chăng? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm duyên vô thượng đạo mà phát nguyện rằng tôi nguyện sẽ làm Phật. Như vậy là pháp Bồ Đề tâm khi được Vô Đẳng Đẳng tâm thì được gọi là Phật. Lúc bấy giờ Bồ Đề tâm và Vô Đẳng Đẳng tâm tương đồng với nhau. Vì sao? Vì quả đã tương ưng với nhân vậy. Lại dùng đại trí quán hết thảy pháp, hết thảy chúng sanh đều bình đẳng chẳng có phân biệt. Dùng đại từ đại bi rộng độ hết thảy chúng sanh, như vậy là đại tâm. Lại có thuyết nói đàn ba la mật và thi la ba la mật nhiếp về Bồ Đề tâm. Vì sao? Vì đàn ba la mật là nhân duyên dẫn đến đại phước đức, thì là ba la mật là nhân duyên dẫn ra khỏi ba đường ác. Đây là hai pháp rất tôn quý trong các hàng trời và người. Chú được trong hai pháp này thì có được lực quả báo an lập chúng sanh và thành tựu đại sự. Sàn đề ba la mật và tỷ lê gia ba la mật nhiếp về Vô Đẳng Đẳng tâm. Vì sao? Vì hai ba la mật này là nhân duyên thành tựu được các việc hy hữu rất khó làm. Nhờ nhẫn nhục mà Bồ Tát có thể vì chúng sanh chỉ bị cắt thịt, bị trẻ xương mà tâm chẳng hề lay động, chẳng hề oán hận. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, là đồng thể đại bi nên mới làm được những việc hy hữu như vậy. Lại nhờ tinh tấn mà Bồ Tát thành tựu được vô lượng công đức, có được những lực quả báo chẳng gì bằng được. Khi thật hành hai ba la mật này thì tâm Bồ Tát tương tự như tâm Phật. Như vậy là Vô Đẳng Đẳng tâm. Thiền ba la mật và bát nhã ba la mật nhiếp về đại tâm. Vì sao? Vì ở nơi thâm thiền định, Bồ Tát dùng bốn vô lượng tâm duyên khắp hết thảy chúng sanh, đang trầm luân trong biển khổ sanh tử, nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh thoát khổ. Lại nhờ trí huệ bát nhã mà Bồ Tát vào được nơi thật tướng pháp, diệt hết các quán đoạn dứt ngôn ngữ mà chẳng có lạc về đoạn diệt. Như vậy là đại tâm. Lại có thuyết nói rằng khi sơ phát tâm thì gọi là Bồ Đề tâm, khi hành giáo pháp ba la mật thì gọi là Vô Đẳng Đẳng tâm, khi dùng các lực phương tiện để hành đạo thì gọi là đại tâm. Như vậy là ba tâm có sai khác nhau. Phải nên biết rằng Bồ Tát được đại tâm đại trí mà chẳng có sanh tự cao tự mãn. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát thường thanh tịnh ví như hư không vậy, dù có mây bay, có khói tỏa, có bụi trần lăng quăng qua lại che lấp hư không, mà hư không vẫn thường như vậy. Cũng như vậy, tâm Bồ Tát thường thanh tịnh, nên các vô minh phiền não chỉ là khách trần qua lại, chẳng có vướng mắc, chẳng cần phải khử trừ. Vì sao? Vì cứ y nơi gốc thanh tịnh mà tu hành, tinh tấn hạ thủ công phu, thì các nghiệp cấu mỏng dần nhường chỗ cho tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Bồ Tát biết rõ tánh thanh tịnh chẳng phải do ai làm ra, chẳng phải do tự mình làm ra nên chẳng tự cao, và cũng chẳng niệm có pháp nào là thật cả, vì hết thảy pháp đều là rốt ráo không vậy. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất cũng đã biết rõ tâm tướng thường thanh tịnh rồi, sau này Ngài còn hỏi nữa? Đáp: Bồ Tát khi mới pháp Bồ Đề tâm nghe nói tâm tướng là rốt ráo không, rồi lại nghe nói tâm tướng thường thanh tịnh thì vẫn còn ước tưởng phân biệt, vẫn còn thổ chấp cái tướng vô tâm đó. Bởi vậy Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên các câu hỏi để Ngài Tu Bồ Đề giải đáp nhằm giải nghi cho các vị Bồ Tát này. Hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay không có tướng tâm? Nếu là có thì vì sao lại nói là vô tâm? Nếu là không thì vì sao lại tán thán Vô Đẳng Đẳng tâm? Đáp: Vô tâm là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng, vì có và không đều là bất khả đắc cả. Như cuộc đối đáp giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề sau đây. Hỏi: Thế nào là vô tâm tướng? Đáp: Hết thảy các pháp đều rốt ráo không, chẳng có phân biệt,
như vậy gọi là vô tâm tướng. Hỏi, nếu tâm tướng chẳng thể hoại, chẳng thể phân biệt, thì hết thảy các pháp cũng đều là như vậy hay sao? Đáp, hết thảy các pháp cũng đều là như vậy cả. Vô thượng bồ đề tâm cũng ví như hư không, cũng chẳng thể hoại, chẳng thể phân biệt. Cho nên nếu có Bồ Tát thầm trước vô thượng bồ đề tâm mà giấy niệm đắc, thì Bồ Tát ấy chưa được lậu tận, chưa được thanh tịnh vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu có người nghe nói như vậy mà sanh tâm sợ hãi, chẳng có vui, thì người đó còn chấp tâm, còn tư duy chủ lượng. Phải nên vì họ nói về thật tướng pháp để đối trị. Nghĩ như vậy rồi, Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, nay ở trước Đức Thế Tôn ta phải dùng thật tướng pháp mà đối trị. Nếu ta có lỗi lầm gì, thì Thế Tôn sẽ rộng thuyết cho ta được rõ. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp, vô thượng bồ đề tâm là đệ nhất. Thế nhưng nếu tâm còn chấp tướng không, còn chấp tướng bất hoại, còn chấp tướng vô phân biệt, thì liền có tướng hư vọng khởi sanh ra. Khi tu hành, hành giả phải tùy vô thượng bồ đề tâm mà hành các tướng, nhưng chẳng nên chấp tướng, chẳng nên tự cao. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề là bậc chân Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, thủ được pháp phần của Phật. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề cùng lời tán thán Ngài Tu Bồ Đề của Ngài Xá Lợi Phất. Hỏi, các vị Bà La Môn cũng từ nơi miệng Phạm Thiên Sanh, nên trong bốn tộc tánh bên Ấn Độ thì Bà La Môn đứng về hàng thứ nhất. Nay vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại tán thán Ngài Tu Bồ Đề là từ miệng Phật sanh? Đáp, vì Ngài Tu Bồ Đề đã thấy pháp, đã biết pháp, trái lại phàm phu chưa vào được đạo, nên chỉ y vào thân tướng của Phật mà cúng dường. Như vậy là họ chỉ thủ tướng phần mà thôi. Nói về thủ cũng nên biết có hai trường hợp là thủ tài, thủ pháp. Thủ tài là gom góp tài vật của cải về cho mình. Ví như đứa con bất hiếu chẳng muốn noi theo lời dạy dỗ của cha mẹ mà chỉ muốn tranh phần tài sản. Còn thủ pháp là thủ lấy các pháp thiền định, năm căn năm lực, bảy giác chi, sáu thánh đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Vì sao? Ý như vậy là vào được trong pháp tự tín, đầy đủ các thần thông, thâm nhập và diệt tận định nên được thân đắc chứng. Ví như Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, Ngài Tu Bồ Đề là bậc vô tránh tam muội đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề và vô tránh tam muội thường quán tâm chúng sanh mà chẳng khởi cạnh tranh. Ngài đã được căn bản tam muội tứ thiền nên được diệu dụng hành pháp ấy ở cõi dục vậy. Hỏi, Bát Nhã Ba La Mật là pháp tu của hàng Bồ Tát. Như vậy vì sao nói rằng muốn được ba thừa đạo phải tu học Ba La Mật? Đáp, nói về Bát Nhã Ba La Mật là nói về thật tướng pháp, là nói về vô dư niết bàn. Đây là nhân tu của cả ba thừa đạo. Bởi vậy nên nói cả ba thừa đều phải tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh đã có nói nhiều về các nhân duyên tu, như nói tu ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, vân vân. Nếu hành giả xa lìa không giải thoát môn thì chẳng có đạo, chẳng có niết bàn, nên cả ba thừa đều phải tu học Bát Nhã Ba La Mật. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Xá Lợi Phất nêu lên các nhân duyên rằng Bát Nhã Ba La Mật rộng nói về cả ba thừa, nên cả ba thừa đều phải tu học Bát Nhã Ba La Mật. Dù muốn học pháp Thành Văn, muốn học pháp Bích Chi Phật hay muốn học pháp Bồ Tát, thì hành giả vẫn phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, tránh ước niệm như pháp mà tu hành. Hết quyển 41. Luận Đại Trí Độ, quyển 42. Phẩm thứ 9, tập 8, Họp và Tan. Kinh, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc bất giác, chẳng được chẳng biết nên sự việc. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, chẳng thể có được. Như vậy làm sao có thể nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe được? Bạch Thế Tôn, ngã bất khả đắc nên hết thảy các pháp tập tán đều là bất khả đắc. Nếu y theo danh tự Bồ Tát mà gọi đó là Bồ Tát thì như vậy có phải là hối chăng? Bạch Thế Tôn, danh tự là chẳng chú cũng chẳng phải chẳng chú. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu, chẳng có vậy. Cho nên nói danh tự là chẳng chú cũng chẳng phải chẳng chú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, ngã bất khả đắc nên sắc tập tán dẫn đến thức tập tán đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự là chẳng chú cũng chẳng phải chẳng chú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc
Nên sắc tập tán dẫn đến pháp tập tán, nhãn tập tán dẫn đến ý tập tán, nhãn thức tập tán dẫn đến ý thức tập tán, nhãn xúc tập tán dẫn đến ý xúc tập tán, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ tập tán dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ tập tán, vô minh tập tán dẫn đến lão tử tập tán, đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc nên tham sân si tập tán, các phiền não tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên sáu pháp ba la mật tập tán, bốn niệm xứ tập tán dẫn đến tám thánh đạo tập tán, không vô tướng vô tác tập tán, bốn thiền bốn vô lượng tâm bốn vô xác định tập tán, niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm xả niệm thiên niệm hơi thở ra vào niệm thân niệm chết tập tán, mười phần lực tập tán dẫn đến 18 bất cộng pháp tập tán đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc nên năm ấm như mộng như ảnh, như hưởng như diệm như hóa tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên lì tịch diệt bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên như pháp tánh thật tế pháp tướng pháp vị tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên thiện pháp tập tán bất thiện pháp tập tán, hữu vi pháp tập tán vô vi pháp tập tán, hữu lậu pháp tập tán vô lậu pháp tập tán, quá khứ tập tán hiện tại tập tán vị lai tập tán cũng đều là bất khả đắc cả. Đây chính là nghĩa vô vi pháp vậy. Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc nên vô vi pháp tập tán cũng là bất khả đắc. Ngã bất đắc nên chư Phật tập tán, chư Bồ Tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán cũng đều là bất khả đắc cả. Bạch Thế Tôn, nếu chư Phật tập tán, chư Bồ Tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán đều là bất khả đắc cả, thì làm sao con có thể giáo hóa Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật được? Bạch Thế Tôn, danh tự Bồ Tát chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Như vậy làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát mà nói đó là Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, ở nơi thật tướng Pháp, danh tự Bồ Tát chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu. Vì danh tự là vô sở hữu nên chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú vậy. Luận hỏi, trước đây đã nói rằng Bồ Tát cũng như danh tự Bồ Tát chẳng thấy ở trong, chẳng thấy ở ngoài, chẳng thấy ở chặng giữa. Này vì sao còn hỏi nữa? Đáp, trước đây đã nói về bốn thứ ái nhiễm là ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái pháp. Ái dục rất dễ thấy vì là bất tịnh, ái hữu cũng bất tịnh, có thể dùng phi hữu để phá ái hữu. Ái phi hữu vi tế hơn nên rất khó trừ. Ái pháp là ái các thiện pháp có lợi ích cho việc tu đạo. Tuy nhiên ái pháp cũng dẫn đến những lỗi lầm rất khó thấy, nên phải nói lại cho rõ hơn. Ví như cỏ cũng là loài cây nhỏ, rất dễ trừ diệt, còn các cây lớn thì rất khó có thể loại trừ đến tận gốc rễ. Cũng như vậy, ái pháp có những lỗi lầm khó thấy, rất khó biết nên người tu rất khó đạt đến chỗ bất giác bất đắc, chỗ chẳng biết chẳng được vậy. Trước đây đã nói về các pháp có đồng có khác, đã nói về danh tự Bồ Tát là bất kiến chẳng thấy, nay nói về danh tự Bồ Tát là bất giác bất đắc, chẳng biết chẳng được. Nên biết vì chẳng biết chẳng được nên là chẳng thấy vậy. Hỏi, khi chưa có pháp Bát Nhã Ba La Mật thì cũng đã có Bồ Tát rồi, sao lại nói Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, từ vô thỉ đến nay chúng sanh vốn là bất khả đắc. Phàm phu do chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng biết rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà chỉ hư vọng điên đảo chấp ấy giả danh cho chúng sanh là thật có. Người hành Bát Nhã Ba La Mật diệt được các chấp điên đảo ấy, nên biết rõ chúng sanh vốn là bất khả đắc. Thế nhưng nếu ở nơi vô sở hữu mà giấy niệm chấp thì đó chỉ là không trơn, thì sẽ bị rơi về đoạn diệt. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề đã đề cập đến tâm hối nhằm giúp chúng sanh phát được vọng ngữ. Sở dĩ Ngài sợ chúng sanh phạm giới vọng ngữ vì các pháp đều là vô ngã, mà Phật lại bảo Ngài nói Bát Nhã Ba La Mật cho hạng Bồ Tát nghe. Lại nữa, trong kinh có dạy rằng các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh và cũng theo duyên diệt. Như vậy là có tập có tán. Này Ngài nói các pháp đều là bất khả đắc, đều là không, đều chẳng có tập tán, nên Ngài sợ chúng sanh phạm vọng ngữ vậy. Ví như lúa từ các đồng ruộng được đưa vào các kho lẫm cất giữ, như vậy là tập.
rồi từ các kho lẫm lúa lại được đem phân phối đến các nhà dân. Như vậy là tán nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn thức, rồi nhãn căn nhãn trần và nhãn thức hòa hợp sanh ra nhãn xúc, nhãn xúc duyên khởi sanh ra thọ tưởng hành và thức. Nếu ở nơi tà ước niệm thì thọ tưởng hành thức sẽ dẫn đến sanh phiền não nghiệp tội, nếu ở nơi tránh ước niệm thì sẽ sanh các thiện pháp. Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp, ác nghiệp đều dẫn dắt chúng sanh vào sáu đường quả báo, như vậy gọi là tập. Khi các thức và các niệm đều diệt thì các nhân duyên ly tán, như vậy gọi là tán. Chúng sanh duyên theo các pháp hữu vi nên chấp có tập có tán, mà chẳng biết rằng các thứ các thức cũng như hết thảy các pháp, khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu. Do các pháp khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu, nên các pháp tập tán đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều hư mộng như huyễn, chỉ do các căn nhận lầm mà tưởng là có vậy thôi. Hỏi: có tướng tập tán sau ngày tu Bồ Đề lại nói là bất giác bất đắc, chẳng biết chẳng được. Đáp: từ chỗ chẳng từ đâu đến vô lai mà tập là bất khả đắc vậy, lại từ chỗ chẳng đi về đâu vô khứ mà tán là bất khả đắc vậy. Lại nữa, pháp sanh là không nên tập bất khả đắc, pháp diệt cũng là không nên tán cũng bất khả đắc, nghiệp rốt ráo không nên tập bất khả đắc, nghiệp nhân duyên rốt ráo chẳng mất nên tán cũng bất khả đắc. Quán thế gian diệt đế nên tập bất khả đắc, quán thế gian tập đế nên tán bất khả đắc. Tóm lại, y theo các nghĩa nêu trên đây thì tập và tán đều là bất khả đắc cả. Hỏi: nếu nói tập tán đều bất khả đắc thì vì sao còn gượng lập ra danh tự Bồ Tát làm gì? Đáp: như trong kinh đã nói, danh tự tuy chẳng chú mà cũng chẳng phải chẳng chú. Hỏi: vì sao nói danh tự chẳng chú? Đáp: vì danh tự chú ở nơi pháp mà pháp là không, nên nói danh tự chẳng có chỗ chú là vô sở chú vậy. Ví như thùng xe, mui xe, cần xe, bánh xe, căm xe, chụp xe, nếu được ráp lại với nhau theo đúng kỹ thuật thì tạo thành một tổng thể mang tên gọi là xe. Nếu các thành phần ly tán thì xe chẳng còn nữa. Như vậy danh tự xe chẳng có chú ở nơi bất cứ thành phần nào cả. Danh tự xe cũng là một mà cũng là khác. Nếu ý nơi đó mà tìm cầu xe thì chẳng thể được vậy. Xe là bất khả đắc thì danh tự xe chẳng có chỗ chú. Các nhân duyên khi tập là không thì các nhân duyên khi tán cũng là không. Chúng sanh cũng là như vậy. Do năm ấm hòa hợp mà có chúng sanh, có danh tự chúng sanh. Khi năm ấm tan rã thì danh tự chúng sanh chẳng còn có chỗ trú. Bởi vậy nên biết rằng khi năm ấm ly tán thì chẳng còn có chúng sanh và danh tự chúng sanh nữa. Hơn nữa, năm ấm vốn là không nên chẳng có thể có được chúng sanh và danh tự chúng sanh vậy. Hỏi: khi ly tán thì danh tự là bất khả đắc, còn khi hòa hợp chưa ly tán thì có danh tự. Như vậy vì sao lại nói khi tập cũng như khi tán danh tự đều là bất khả đắc cả? Đáp: danh tự Bồ Tát chỉ là một pháp, năm ấm là năm pháp. Nên biết một chẳng phải là năm thì ngược lại năm cũng chẳng phải là một. Danh tự Bồ Tát chẳng phải là năm ấm mà cũng chẳng phải là một trong năm ấm. Ví như nếu nói Bồ Tát là sắc thì bốn ấm kia đều là bất khả đắc cả. Còn nếu nói Bồ Tát là sắc và đồng thời cũng là bốn ấm kia thì hóa ra năm là một rồi vậy. Lại nữa, nếu xét riêng thì một ấm đã có dụng đầy đủ rồi, còn bốn ấm kia ắt chẳng có dụng gì riêng cả. Như vậy là danh tự Bồ Tát chẳng trú ở nơi năm ấm mà cũng chẳng phải chẳng trú ở nơi năm ấm vậy. Các nhân duyên hòa hợp ra danh tự Bồ Tát đã là không, thì danh tự Bồ Tát khi tập cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, danh tự Bồ Tát chẳng phải là Bồ Tát, cũng ví như danh tự lửa chẳng phải là lửa. Ai cũng biết rằng lửa đốt cháy được các vật, thế nhưng nếu ta chỉ nói xuông danh tự lửa thì miệng của ta chẳng thể bị đốt cháy được. Vì sao? Vì khi nói đến lửa, ta chỉ mới sanh tưởng về lửa, chẳng phải là đã có lửa, danh tự lửa chẳng phải là lửa vậy. Lại nữa, tên của các sự, các vật ở quanh ta được đặt ra từ thuở xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác, được nhiều người nhắc nhở quá nhiều lần nên trở thành quá quen thuộc. Ví như chỉ nghe nói đến nước là ta có thể hình dung được trạng thái tính chất công dụng của chất lỏng ấy rồi. Bởi vậy nên nói danh tự chẳng chú cũng chẳng phải là chẳng chú.
Ngài Túc Bồ Đà nói lên các nhân duyên hòa hợp, sanh ra danh tự đều là không, đều là vô sở hữu nên danh tự, là chẳng phải chú cũng chẳng phải chẳng chú, danh tự khi tập cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả. Nói tóm lại, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát, năm ấn, 12 nhập, 18 giới gồm hết thảy các pháp đều là như vậy cả. Hỏi, nói năm ấn tập tán bất khả đắc là đủ rồi, sao còn nói thêm năm ấn như mộng, như ảnh, tập tán đều là bất khả đắc nữa? Đáp, trước nói năm ấm tập tán bất khả đắc, nay nói thêm năm ấm như mộng như ảnh, tập tán bất khả đắc để tận trừ các chấp về năm ấm vậy. Lại nữa, có người nghĩ rằng năm ấm như nơi phàm phu mới là hư vọng, như mộng như viễn, còn năm ấm nơi các bậc thánh chẳng phải hư vọng. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Tu Bồ Đề phải nói rõ rằng năm ấm nơi phàm phu cũng như nơi các bậc thánh cũng đều là như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như hóa. Hỏi, Phật dạy 10 dụ, sao ở nơi đây chỉ nêu có 5 dụ thôi? Đáp, tùy theo tâm chúng sanh mà nói pháp, có khi phải cần nói rộng, có khi cần nói lược. Ở trong trường hợp này, nếu chỉ cần nêu lên 5 dụ là đủ rồi, chẳng có cần thiết nêu lên đầy đủ cả 10 dụ. Hỏi, ly tịch diệt bất sanh bất diệt, nêu ở đoạn kinh trên đây mang ý nghĩa gì? Đáp, có hai trường hợp ly tán, đó là thân ly tán, tâm ly tán. Thân ly tán là nói về trường hợp xa lìa nhà cửa ruộng vườn, xa lìa người thân thích để xuất gia cầu đạo. Tâm ly tán là nói về trường hợp xa lìa các kiết sử phiền não. Người tu hành phải thành tựu cả thân ly tán và tâm ly tán. Lại có hai pháp ly nữa, đó là ly danh tự, ly tự tướng. Khi nói ly danh tự là nhằm phá danh tướng, khi nói ly tướng là nhằm phá pháp tướng. Pháp tiểu thừa thường nói đến hai pháp ly, đó là hai pháp tịch diệt, thuần thiện tịch diệt tướng, giải hết các ác sự như niết bàn tịch diệt tướng. Ở trong thế gian cũng nói đến các pháp ly, dạy người lìa ác tu thiện. Pháp tịch diệt thứ hai nêu trên đây là pháp bất sanh, pháp này lại được chia thành hai pháp nữa, đó là các pháp vô vi ở vị lai là bất sanh, hết thảy pháp đều là tướng vô sanh, vì sanh là bất khả đắc. Về bất diệt cũng có ba pháp, đó là trí duyên diệt, phi trí duyên diệt, vô thường diệt. Nói chung quán bất sanh bất diệt là quán các hành xứ diệt, các ngôn ngữ đoạn. Như vậy là chẳng còn chú vào pháp nào để làm ý chỉ nữa cả. Các pháp tướng là như vậy, dù thường dù vô thường, dù cấu dù tịnh cũng đều là pháp tánh, là thật tế, là pháp tướng, là pháp vị, là pháp như, theo như ý nghĩa đã trước, đã nói trước đây. Hỏi, năm ấm pháp có tập có tán, vì sao nay lại nói năm ấm pháp chẳng có tập chẳng có tán, là như pháp tánh thật tế? Nói như vậy thì trước và sau có gì trái nhau chăng? Đáp, người tu hành khi đã vào được như pháp tánh bình đẳng rồi, thì chẳng còn có tập, nghĩa là chẳng còn chứa nhóm nữa. Tập đã chẳng còn thì tán cũng chẳng có vậy. Nếu chẳng có tập chẳng có tán thì ví như hư không. Khi đóng cửa lại thì gọi là tập, khi mở cửa ra thì gọi là tán. Thế nhưng khi tập cũng như khi tán, hư không vẫn trước sau chẳng có gì sai khác. Hết thảy các pháp dẫn đến chư Phật ở khắp trong mười phương cũng đều là như vậy, đều chẳng có ý chỉ, đều chẳng chú, mà cũng chẳng phải chẳng chú vậy. Kinh Bạch Thế Tôn, các pháp do duyên hòa hợp mà giả danh thi thiết, nơi năm ấm, 12 nhập, 18 giới dẫn đến ở đây 18 bất cộng pháp, thì danh tự là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được, ở nơi hết thảy các pháp hòa hợp cũng đều là bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, các pháp ví như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như hóa, nên đều là bất khả thuyết. Ví như các danh tự hư không, địa, thủy, hỏa, phong, vân vân cũng từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Các danh tự tam muội trí huệ, giải thoát tri kiến cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Các danh tự tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Dẫn đến danh tự phật, danh tự pháp cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Tất cả các niệm về thiện, bất thiện, thường vô thường, khổ lạc, ngã vô ngã, tịch diệt như như, hữu vô, vân vân cũng đều như vậy cả. Bạch Thế Tôn, con y theo nghĩa đó nên con sanh tâm hối. Nếu hết thảy các pháp tướng tập tán đều bất khả đắc, thì làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát để gọi đó là Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, danh tự chẳng chú cũng chẳng phải chẳng chú vì là vô sở hữu.
Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào nghe nói về tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà tâm chẳng trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ Tát ấy quyết định đã an trú nơi bất thối chuyển địa, đã an trú nơi tánh không, an trú nơi pháp không rồi vậy. Luận trước đây nói đến chẳng đi chẳng đến, chẳng trú, chẳng phải chẳng trú là nhằm pháp danh tự Bồ Tát, là nhằm phá danh tự Bồ Tát. Này nói chẳng có pháp có thể thuyết ra được, vô pháp khả thuyết, nhằm chỉ rõ rằng Bồ Tát chẳng phải năm ấm, năm ấm chẳng phải Bồ Tát, nơi Bồ Tát chẳng có năm ấm, nơi năm ấm chẳng có Bồ Tát. Bồ Tát chẳng thuộc về năm ấm chẳng thuộc về Bồ Tát, lì Bồ Tát chẳng có năm ấm, lì năm ấm chẳng có Bồ Tát. Như vậy danh tự Bồ Tát là không, là bất khả đắc, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy, đều là hư vọng giống như cảnh tượng thấy trong mộng. Tuy nhiên chẳng nên nói là cảnh mộng chẳng có pháp tướng. Vì sao? Vì năm ấm, 12 nhập, 18 giới cũng chỉ là hư vọng, là như huyễn, chỉ có ở nơi tâm, chỉ là cảnh mộng vậy. Do các giác quan của chúng sanh bị mê lầm, khiến chẳng biết được rằng hư không cùng hết thảy các pháp đều là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng. Do mê lầm mà chấp rằng hư không và sắc trái nhau, chấp hư không chẳng phải là sắc, chấp sắc chẳng phải là hư không, dẫn đến chấp sắc tịnh xứ chẳng phải là hư không. Nên biết nếu xét rốt ráo thì chẳng có một pháp nào riêng rẽ cả. Tướng của các pháp tập tán cũng như tướng của hư không, tướng của thất nghiệp tập tán cũng như tướng của hư không, hết thảy các pháp tướng đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng. Mà đã là chẳng có tướng, vô tướng thì ắt phải là chẳng có pháp, vô pháp. Bởi vậy nên nói hư không chỉ là danh tự, Bồ Tát chỉ là danh tự, hết thảy các pháp cũng chỉ là danh tự. Nói mộng và hư không chỉ là danh tự, còn có thể chấp nhận được, có như địa, thủy, hỏa, phong, vân vân là thật có. Sao cũng nói các pháp ấy đều là danh tự? Đáp, người vô trí nói địa, thủy, hỏa, phong là thật có. Nhưng các bậc thánh biết rõ các pháp ấy chỉ là giả hợp, giả thi thiết, như đứa trẻ thấy bóng mình trong gương cho là thật có. Còn người lớn biết bóng là chẳng thật có, lại ví như phàm phu dùng nhược nhãn, thấy các hạt bụi nhỏ hòa hợp kết lại thành đất. Lại còn các bậc thánh biết rõ các hạt vi trần dù nhỏ đến đâu cũng vẫn chia trẻ được, cũng chỉ là pháp hòa hợp, cho nên nói vi trần cũng là bất khả đắc. Lại nữa, nếu nói đất là thật có thì vì sao người tu khi quán lửa thấy cảnh vật chung quanh mình toàn là lửa cả? Phật dạy hết thảy các pháp đều là không, đều là hư vọng, nên biết bốn đại đều là hư vọng, thì nghiệp báo do thần bốn đại hòa hợp tạo thành cũng là hư vọng, là như huyễn, dù khi chỉ định giới trái với khi bị nghiệp dẫn. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều vốn là không, thì các nhân duyên để được thành đạo quả cũng là như vậy. Bởi vậy nên biết rằng danh tự Bồ Tát tuy là thiện pháp, nhưng vì ở trong pháp không nên cũng chẳng gọi là thiện pháp, vì cũng là không nên là bất khả đắc, dẫn đến chẳng có pháp nào được gọi là hữu, là vô, là tập, là tán. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc. Kinh: Bạch Thế Tôn, nếu tướng của các pháp là không thì làm sao có pháp gọi là bốn niệm xứ, dẫn đến có pháp gọi là 18 bất cộng pháp được? Bạch Thế Tôn, ly không chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng có 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ tức là không, và không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp tức là không, và không tức là 18 bất cộng pháp. Bởi vậy nên Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nên trú trong 18 bất cộng pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong 6 pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng của 6 Ba La Mật là không, ly không chẳng có 6 Ba La Mật, 6 Ba La Mật tức là không, và không tức là 6 Ba La Mật. Bởi vậy nên Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong 6 pháp Ba La Mật. Luận: Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, tuy Ngài có thuyết mà chẳng có thuyết, nhưng cũng vì hàng Bồ Tát mà Ngài thật có thuyết vậy. Ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp môn bất trú để vì hàng Bồ Tát thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ngài nói thẳng rằng Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, thế nhưng phải tu quán tương ứng với tập hiệp trú nhập mới gọi là thật hành Bát Nhã Ba La Mật.
Người độn căn thiểu trí chỉ chấp vào danh từ ngữ ngôn mà chẳng sao thấu rõ được diệu lý của kinh. Đối với hạng người này phải nên dạy cho họ tu theo lối đọc tụng thọ trì, tránh ước niệm tư duy chủ lượng phân biệt mới khiến họ phát tâm vô thượng bồ đề. Người sơ cơ phải tập quán các pháp rõ ràng như nhìn các vật dưới ánh sáng mặt trời. Do tiệm tu nên gọi là tập, khi đã cùng bát nhã ba la mật tương ưng thì gọi là hiệp, khi đã tùy thuận bát nhã ba la mật thì gọi là chú, khi đã tương ưng thông suốt rồi mới nhập vào bát nhã ba la mật được nên gọi là nhập. Được như vậy rồi mới có thể thuyết bát nhã ba la mật cho hàng Bồ Tát nghe mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, lúc bấy giờ mới thật sự trú nơi bất thối chuyển địa. Vì sao? Vì chẳng còn trú nơi pháp mà trú nơi tánh không, nơi pháp không vậy. Bồ Tát dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa được Phật thọ ký, mà nếu đã được đầy đủ phước đức trí huệ thì cũng vào được rốt ráo không. Như vậy cũng được gọi là trú trong tánh bất thối chuyển, có được trí phần bát nhã vậy. Ví như đứa bé sinh trong gia đình quyền quý, dù chưa thành sự nghiệp mà cũng đã được người khác tôn quý vậy. Kinh, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng nên trú trong sắc dẫn đến chẳng nên trú trong thức, chẳng nên trú trong sắc dẫn đến chẳng nên trú trong pháp, chẳng nên trú trong nhãn dẫn đến chẳng nên trú trong ý, chẳng nên trú trong nhãn thức dẫn đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên trú trong nhãn xúc dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc, chẳng nên trú trong nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng nên trú trong địa thủy hỏa phong, nên chẳng trú trong vô minh dẫn đến chẳng nên trú trong lão tử. Vì sao? Vì sắc và sắc tướng đều là không, dẫn đến thức và thức tướng đều là không. Bạch Thế Tôn, sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Vì sao? Vì sắc tức là không và không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức không thì chẳng thể gọi là thọ tưởng hành thức được, mà ly không lại cũng chẳng có thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức tức là không và không cũng tức là thọ tưởng hành thức, dẫn đến lão tử và lão tử tướng đều là không. Lão tử không thì chẳng thể gọi là lão tử, mà ly không lại cũng chẳng có lão tử. Vì sao? Vì lão tử tức là không và không cũng tức là lão tử. Bạch Thế Tôn, bởi vậy nên Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong lão tử. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng nên trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nên trú trong 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng đều là không, dẫn đến 18 bất cộng pháp và 18 bất cộng pháp tướng đều là không. Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là không thì chẳng nên phân biệt, chẳng nên thủ tướng. Bồ Tát phải thường hành thường niệm chẳng ly bát nhã ba la mật mới gọi là học bát nhã ba la mật, lại còn phải tu học các phương tiện quán để biết rõ các pháp là thị hay là phi, là đắc hay là thất, như vậy mới gọi là chánh tư duy. Bồ Tát học và tư duy như vậy là cùng với thâm thiền định cộng hành mới gọi là tu bát nhã ba la mật đạo. Bồ Tát học như vậy là chẳng phải chú cũng chẳng phải chẳng chú, đây chính là nghĩa chú nơi bất chú vậy. Luận hỏi: trước đây đã nói các pháp đều là không là bất khả đắc rồi, nay vì sao còn nói chẳng nên trú trong các pháp nữa? Đáp: trước đây nói về tâm khó trừ được pháp ái, nên nói các pháp đều là không là bất khả đắc. Nay nói về vô tướng tam muội nhằm đoạn trừ tận gốc pháp ái, nên nói chẳng nên trú trong các pháp. Vì sao? Vì vào trong tam muội này thì chẳng còn chấp trước các pháp, mà cũng chẳng vào diệt định. Bồ Tát có trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, nên dù chẳng có thủ hết thảy các pháp tướng mà vẫn hành Bồ Tát đạo. Ví như chim bay giữa hư không chẳng y vào đâu cả mà vẫn bay vút lên không trung, Bồ Tát cũng như vậy, chẳng trú nơi bất cứ một pháp nào mà vẫn hành đạo viên mãn. Hỏi: khi gặp duyên thì tâm khởi, như vậy vì sao nói Bồ Tát chẳng trú trong các pháp mà cũng chẳng vào diệt định? Đáp: như lời Ngài Tu Bồ Đề nói ở đoạn kinh trên đây, sắc và sắc tướng đều là không. Sắc không thì chẳng thể gọi là sắc, mà ly không lại cũng chẳng có sắc. Sắc tức là không và không cũng tức là sắc, vân vân. Bởi vậy nên Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng trú trong sắc, dẫn đến chẳng trú trong bát nhã ba la mật, vì hết thảy các pháp đều là không, là vô sở trú vậy.
Kinh, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong nhất tự môn, trong nhị tự môn, dẫn đến chẳng nên trú trong vô lượng tự môn. Vì sao? Vì danh tự là tự tướng không, ly không chẳng có danh tự tức là không và không tức là danh tự. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong các thần thông. Vì sao? Vì thần thông là tự tướng không, ly không chẳng có thần thông, thần thông tức là không và không tức là thần thông. Luận, có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát tu tập thiền định, hạng Bồ Tát đọc tụng kinh điển. Có Bồ Tát do đọc tụng kinh điển mà sanh được các thần thông và được các tự môn. Có tự môn gồm một tự, nhất tự môn. Có tự môn gồm hai tự, nhị tự môn. Dẫn đến có tự môn gồm vô lượng tự, vô lượng tự môn. Ví dụ như phủ có nghĩa là đất thuộc về nhất tự môn, xả lam có nghĩa là nước thuộc về nhị tự môn. Khi Bồ Tát nghe được một tự môn thì liền vào ngay được trong thật tướng pháp. Ví dụ như nghe tự môn A là liền biết hết thảy các pháp vốn là vô sanh. Nghe tự môn đầu khư là liền biết hết thảy các pháp đều là khổ, do vậy mà liền sanh tâm đại bi. Nghe tự môn Anatta liền biết hết thảy các pháp đều là vô tướng, do vậy mà liền vào được thánh đạo. Bồ Tát vào được các Đà La Ni Môn, đắc các thần thông mà chẳng có trú trong các pháp ấy. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là rốt ráo không vậy. Kinh, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật biết rõ sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, chẳng nên trú, dẫn đến biết rõ thức là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt, chẳng nên trú. Vì sao? Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt đều là không, ly không chẳng có vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Vì vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt tức là không, và không tức là vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật biết rõ như như tướng là không nên chẳng nên trú, ly không chẳng có như như tướng. Vì như như tướng tức là không, và không tức là như như tướng. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật biết rõ pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế đều là không chẳng nên trú, ly không chẳng có pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế. Vì pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế tức là không, và không tức là pháp tánh, pháp tướng, pháp vị thật tế. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật biết rõ các Đà La Ni và các Tam Muội đều là không chẳng nên trú, ly không chẳng có các Đà La Ni và các Tam Muội. Vì Đà La Ni và Tam Muội tức là không, và không tức là Đà La Ni và Tam Muội. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Thật Hạnh Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì ở nơi sắc mà khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong sắc, dẫn đến ở nơi thọ tưởng hành thức mà khởi tâm chấp ngã, dùng tâm chấp ngã mà trú trong thọ tưởng hành thức, do tâm chấp ngã này mà Bồ Tát còn thấy có hành sắc, dẫn đến còn thấy có hành thức. Bởi vậy nên thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng có thể thành tựu được tâm tát bản nhã vậy. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện, thì ở nơi 12 nhập 18 giới, dẫn đến ở nơi các Đà La Ni và các Tam Muội vẫn còn trú trong đó. Cho nên thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng vào được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, khiến chẳng có thể thành tựu được tâm tát bản nhã vậy. Vì sao? Vì sắc chẳng thể thọ, thọ tưởng hành thức chẳng thể thọ. Sắc chẳng thể thọ thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng thể thọ thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Tất cả năm ấm đều là tánh không cả, dẫn đến 12 nhập, 18 giới, các Đà La Ni, các Tam Muội đều chẳng thể thọ vì đều là tánh không cả. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thọ. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thọ cũng chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, vì là tánh không vậy. Bởi vậy Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật phải quán các pháp là tánh không, quán tâm chẳng có hành xứ, quán như vậy là chẳng thọ Tam Muội, có dụng quảng đại, nên các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng có thể sánh kịp. Lại nữa, do cầu nhất thiết chủng trí nên Bồ Tát cũng chẳng thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tướng không,
chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Vì chẳng có thể dùng các hành tướng để được nhất thiết chủng trí. Lý do là hết thảy các hành tướng đều là cấu tướng cả. Những gì gọi là cấu tướng, sắc tướng dẫn đến đà la ni tướng, tam muội tướng cũng đều là cấu tướng cả. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật phải tu thoát ly các cấu tướng mới được nhất thiết chủng trí. Luận: trước đây đã có nói rằng vô thường, khổ, không, vô ngã đều là thánh hạnh, đều là như pháp tánh thật tế. Hỏi: nói chẳng nên trú trong các cấu pháp thì còn chấp nhận được, nay vì sao lại nói chẳng nên trú trong các thiện pháp và vô ký pháp? Đáp: các thiện pháp và vô ký pháp tuy chẳng phải là tội cấu nhưng cũng là nhân duyên dẫn sanh ra các tội cấu vậy. Phật dạy rằng nếu thật hành bát nhã ba la mật mà còn trú trong năm ấm cũng dẫn sanh các nghiệp tội. Vì sao? Vì nếu thật hành bát nhã ba la mật mà còn trú trong năm ấm là vẫn còn chấp ngã, chấp pháp. Do vậy mà chẳng vào được bát nhã ba la mật. Tuy có thật hành bát nhã ba la mật mà thật sự chỉ là hành pháp thế gian, do chẳng hành đầy đủ bát nhã ba la mật như vậy nên chẳng có thể được nhất thiết trí, chẳng thành tựu được các đà la ni tam muội. Ngài Tu Bồ Đề nói rõ về các nhân duyên, vì sao chẳng nên trú sắc, chẳng nên thọ sắc. Sắc là tánh không nên chẳng thể trú, chẳng thể thọ vậy. Hỏi: trước đây nói vô thường, khổ, không, vô ngã là tội lỗi chẳng nên thọ, còn năm ấm pháp có lỗi gì đâu mà cũng chẳng nên thọ? Đáp: nên phân biệt có hai chấp, đó là dục chấp, kiến chấp. Có người do quán vô thường mà phá được dục chấp khiến được giải thoát. Có người tuy quán vô thường mà vẫn còn chấp pháp khiến vẫn còn sanh kiến chấp. Nếu người ấy biết rõ năm ấm cùng hết thảy các pháp đều là tánh không chẳng nên thọ thì sẽ ly được các kiến chấp, dần dần sẽ vào được các đà la ni tam muội. Hỏi: thành văn và bích chi Phật do chẳng thọ hết thảy pháp mà được lậu tận, nay vì sao nói Bồ Tát chẳng thọ tam muội khiến hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể sánh kịp? Đáp: hàng thanh văn và bích chi Phật do chẳng thọ hết thảy pháp mà được lậu tận. Bồ Tát từ trước đến nay đã biết rõ hết thảy pháp đều chẳng thể thọ, biết rõ vô dư niết bàn là rốt ráo không, nên chẳng đồng với hàng nhị thừa vậy. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thọ tam muội mà có dụng quảng đại, nên hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể sánh kịp. Hàng nhị thừa tuy cũng chẳng thọ tam muội, nhưng vẫn chưa được rốt ráo thanh tịnh vì còn có chướng ngại. Ví như ngài Maha Ca Diếp, khi nghe các thần Càn Thát Bà chỗ nhạc cúng dường Phật mà thân ngài chẳng được an ổn. Có vị Bồ Tát hỏi: ngài là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất, sao nghe tiếng nhạc mà thân ngài chẳng được an? Ngài Maha Ca Diếp đáp: tôi đã xa lìa các dục lạc ở cõi trời và cõi người, khiến tâm tôi chẳng còn lay động nữa. Thế nhưng tôi chưa có được đầy đủ các phước đức nhân duyên của hàng đại Bồ Tát. Ví như núi Tu Di Kham Nhẫn được gió lớn từ bốn bên thổi đến, nhưng trước sức mạnh vô song của gió Tỷ Lam thì chẳng thể an ổn được. Mẩu chuyện trên đây cho thấy rằng hàng nhị thừa tuy đã dứt sạch phiền não, đã được lậu tận mà vẫn còn lưu dư tập khí, khiến ở nơi Bồ Tát đạo vẫn còn sanh vi tế phiền não. Phật chẳng thọ tam muội, thành bậc chánh biến tri, Bồ Tát cầu Phật đạo, dù chưa được chánh biến tri nhưng cũng đã thắng hơn hàng nhị thừa. Ngài Tu Bồ Đề nói rằng Bồ Tát chẳng phải chỉ chẳng thọ tam muội mà từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng thọ cả. Vì sao? Vì ngài Tu Bồ Đề nói nhân duyên chẳng thọ 18 không nên chẳng thọ hết thảy các pháp. Hỏi: vì sao dùng 18 không để quán hết thảy các pháp tướng đều là không? Đáp: ngài Tu Bồ Đề nói rằng do nhân duyên chấp tướng mà khởi sanh các phiền não kiết sử. Ngài lại nói thêm rằng hết thảy các tướng, từ tướng của sắc dẫn đến tướng của các đà la ni tam muội đều là cấu tướng cả. Phải ly hết thảy các tướng mới được nhất thiết chủng trí, cho nên Bồ Tát phải chẳng thọ bất cứ một pháp nào mới hy vào được bát nhã ba la mật, mới được đầy đủ bát nhã ba la mật, mới được nhất thiết chủng trí vậy. Kinh: bạch Thế Tôn, nếu tu tập các cấu tướng mà có thể được nhất thiết chủng trí thì tiên ni phạm trí ắt chẳng có sanh tín tâm. Vì sao? Vì nếu tin là tin bát nhã ba la mật, phải ở nơi bát nhã ba la mật mà phân biệt giải tri xứng lượng tư duy, lại chẳng dùng tướng pháp mà cũng chẳng dùng vô tướng pháp. Như vậy là tiên ni phạm trí chẳng thủ chấp, chẳng thủ tướng, vì ở nơi tín hành ông đã dùng tín trí không
để nhập vào các pháp tướng mà chẳng trú trong các pháp tướng, chẳng trú trong sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì ông đã biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tướng không, chẳng có thể thọ tên đi phạm trí, chẳng phải do quán nội không mà được trí huệ. Vì sao? Vì trí huệ chẳng phải do nội quán, cũng chẳng do ngoại quán mà có được. Lại nữa, thấy là trí huệ, chẳng phải người vô trí mà thấy được. Vì sao gọi thấy là trí huệ? Vì tên ni phạm trí chẳng trú nơi các pháp tướng mà chỉ dùng trí huệ để thấy biết hành xử của các pháp. Đã là trí huệ thì chẳng phải trú trong nội sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải trú trong nội thức mà thấy được, chẳng phải trú trong ngoại sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải trú trong ngoại thức mà thấy được, chẳng phải ly sắc mà thấy được, dẫn đến chẳng phải ly thức mà thấy được. Vì sao? Vì tên ni phạm trí biết rõ nội pháp, ngoại pháp đều là không, do vậy mà được tâm tín giải. Lại do cầu nhất thiết trí nên tên ni phạm trí tinh thật tướng pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, được tín giải như vậy. Nên tên ni phạm trí chẳng thọ hết thảy pháp, lại biết rõ hết thảy pháp đều là vô tướng nên chẳng sanh ức niệm. Tên ni phạm trí ở nơi hết thảy pháp được vô sở đắc, dù thủ dù xả cũng đều vô sở đắc. Bởi nhân duyên vậy nên tên ni phạm trí chẳng niệm trí huệ. Vì sao? Vì pháp tướng là chẳng có tướng vô tướng nên là chẳng có niệm vô niệm vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng thấy có hai bờ mê giác, cho nên chẳng thọ hết thảy pháp, chẳng thọ năm ấm, dẫn đến chẳng thọ các đà la ni tam muội. Bồ Tát cũng chẳng chấp niết bàn, chẳng thủ bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng phải là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Hết thảy các pháp là chẳng phải pháp phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp phi phi pháp. Bởi vậy nên Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng thọ sắc, dẫn đến chẳng thọ 18 bất cộng pháp. Luận hỏi: ý nhân duyên gì mà ngài Tu Bồ Đề nhắc đến tên ni phạm trí? Đáp: do nhân duyên thuyết pháp không nên ngài Tu Bồ Đề nói rằng Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng thủ pháp tướng, dẫn đến chẳng có vi tế tướng để thủ. Vì lý do vô tướng khó tin, khó biết, khó giải, khiến người nghe dễ sanh tâm nghi, nên ngài Tu Bồ Đề nêu trường hợp tiên ni phạm trí nhằm dẫn chứng rằng hàng tiểu thừa còn tin pháp không, huống nữa là đại thừa. Trong kinh có nêu mẩu chuyện sau đây: khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn đang hành đạo Bồ Tát, có một vị đạo sĩ Bà La Môn thấy tướng mạo uy nghiêm giải thoát của Bồ Tát, liền tiếp đoán rằng Bồ Tát không lâu nữa sẽ thành Phật. Tên ni phạm trí là cậu của vị Bà La Môn này. Vị đạo sĩ Bà La Môn này là một bậc trưởng lão trí cao đức trọng trong dòng họ Phạm Trí. Khi chưa xuất gia, ông rất có danh vọng. Khi xuất gia rồi, ông thâm cứu nhiều kinh thơ, tu tâm tọa thiền. Trong khi học đạo, vì muốn cầu trí huệ nên ông tìm đến luận nghị đường Phạm Trí để luận nghị với các luận sư. Ông hỏi các vị luận sư rằng: quý vị tự xưng là nhất thiết trí mà chẳng bằng được ngài Ca Diếp, một vị đại sư đáng được tôn xưng. Quý vị cũng tự xưng là đại sư, mà khi có đệ tử lớn hay nhỏ của quý vị chết, quý vị chẳng có thể nói lên được chỗ sanh xứ của họ ở đời sau. Phật mới là bậc đại sư tối tôn tối trọng. Khi có một đệ tử lớn hay nhỏ của Phật chết, thì Phật đều biết chỗ sanh xứ của họ ở đời sau. Tiền ni Phạm Trí vừa nghe Bà La Môn nói như vậy, liền tìm đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Tiền ni Phạm Trí hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trước đây ở luận nghị đường Phạm Trí, tôi có được nghe nói rằng các đệ tử nhỏ của Phật vẫn còn sanh, còn các đệ tử lớn của Phật chẳng còn sanh nữa. Pháp ấy như thế nào? Phật dạy: pháp của ta thậm thâm vi diệu, các ông thật khó biết khó giải. Vì sao? Vì các ông chìm đắm trong đêm dài của các chấp kiên cố, các ông chấp dục chấp pháp nên khó có thể thấy, khó có thể giải được pháp của ta. Tiền ni Phạm Trí thưa: Bạch Thế Tôn, tôi tin Phật, cúi xin Phật vì tôi thuyết pháp khiến tôi được sanh pháp nhãn này ở nơi đây. Phật hỏi: ý ông nghĩ sao? Ông có thấy sắc như khứ chăng? Tiền ni Phạm Trí đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy thọ tưởng hành thức như khứ chăng? Tiền ni Phạm Trí đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: ông có thấy ly sắc như khứ chăng? Tiền ni Phạm Trí đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy.
Phật hỏi: Ông có thấy ly thọ tưởng hành thức như khứ chăng? Tỳ ni Phạm Trí đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Ông có thấy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức như khứ chăng? Tỳ ni Phạm Trí đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Tất cả các điều mà ta vừa hỏi, ông đều trả lời là chẳng thấy như khứ. Như vậy ông còn nghi gì mà hỏi ta như vậy? Rồi Phật bảo Tỳ ni Phạm Trí: Nếu đệ tử của ta ở nơi Pháp chẳng biết rõ ràng, mà nói có đời sau, nói có chỗ sanh xứ, thì đó là ngã mạn, là có tàn dư vậy. Nếu đệ tử của ta giải biết rõ ràng về nghĩa ấy, mà chẳng nói đến chỗ sanh xứ, mới thật là không có ngã mạn, không có tàn dư vậy. Vị Tỳ ni Phạm Trí nghe xong thời Pháp, liền được đạo nhãn. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện xin được xuất gia theo Phật. Tức thời râu tóc đều rụng, và ông liền trở thành một vị sa môn. Chẳng bao lâu ông đắc quả vị A-la-hán. Mẩu chuyện trên đây cho thấy rằng vị Tỳ ni Phạm Trí do tin lời Phật là không lướng dối mà được đạo nhãn. Bởi vậy nên trong kinh nói rằng Tỳ ni Phạm Trí tin Phật mà được đạo. Đây chỉ là sơ tín mà thôi. Về sau, Tỳ ni Phạm Trí nghe Phật thuyết pháp mà phá được ngã chấp, biết rõ bản lai thường là vô ngã nên chẳng có chỗ sở y, đều là như mộng, là như huyễn, là hư dối, là chẳng thật có, là bất khả đắc cả. Nếu đã tin có tín lực như vậy, thì vào được nơi thật tướng pháp nên chẳng còn thọ sắc dẫn đến chẳng còn thọ thức. Vì sao? Vì biết rõ sắc dẫn đến thức cũng đều như khứ cả. Hỏi: Như vậy vì sao nghe? Khi nghe Phật hỏi về năm ấm như khứ, Tỳ ni Phạm Trí đều trả lời Phật bằng câu: chẳng phải vậy. Đáp: Tỳ ni Phạm Trí lấy tổng tướng của năm ấm là ngã. Này Phật hỏi riêng rẽ về từng ấm, nên ông đều trả lời chẳng phải vậy. Tỳ ni Phạm Trí nghe nói về ngã có hai thuyết: thuyết chấp năm ấm là ngã, thuyết chấp ngoài năm ấm riêng có ngã. Nếu chấp năm ấm là ngã, thì ly năm ấm chẳng riêng có ngã được. Vì sao? Vì ngã chỉ là một, mà năm ấm là năm. Như vậy một chẳng phải là năm, và ngược lại năm chẳng phải là một. Lại nữa năm ấm là vô thường, là tướng sanh diệt, nên ngã cũng phải là vô thường, là sanh diệt. Nếu ngã là sanh diệt thì chẳng có tội phước. Lại nữa nếu năm ấm theo duyên hòa hợp sanh, thì năm ấm chẳng có tự tại. Như vậy ngã cũng chẳng có tự tại. Vì những lỗi lầm nêu trên đây nên Tỳ ni Phạm Trí mới nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức chẳng phải như khứ. Thế nhưng ly năm ấm cũng chẳng có ngã được. Vì sao? Vì ngã chẳng có tướng, là vô tướng vậy. Ngoài ra nếu nói tri kiến là do thọ tưởng hành thức, thì đó chỉ là tướng của các ấm này, chẳng phải là tướng của ngã. Người trí làm sao nói ly năm ấm mà riêng có ngã được? Bởi vậy nên Tỳ ni Phạm Trí trả lời Phật bằng một câu: chẳng phải vậy. Nếu chấp ngoài năm ấm riêng có ngã thì cũng chẳng có thể được. Vì sao? Vì đây cũng chỉ do ngã kiến mà có khởi các chấp phân biệt đó thôi. Nói tóm lại, năm ấm chẳng phải là ngã, mà ngoài năm ấm ra cũng chẳng riêng có ngã vậy. Nên biết rằng năm ấm do duyên hòa hợp sanh, thì ngã cũng chẳng phải là ngã, cũng chỉ là vô ngã vậy. Ngã chẳng có chủ tác, chẳng có chỗ sở y, nên ngã là như khứ, hết thảy các pháp cũng đều là như vậy, cũng đều là như khứ cả. Sở dĩ Tỳ ni Phạm Trí được đạo, được trí huệ, vì ông biết rằng dù cầu ngã khắp bốn phương, thì ngã cũng chẳng có định tướng, cũng chỉ là bất khả đắc. Nên biết quán năm ấm ở tự thân là quán nội, quán tha thân là quán ngoại, cả nội lẫn ngoại đều là bất khả đắc. Dẫn đến trí huệ cũng là bất khả đắc. Nói nội là nói về sáu nội trần, nói ngoại là nói về sáu ngoại trần. Quán nội là quán trí huệ, quán ngoại là quán về xứ sở. Tỳ ni Phạm Trí biết rõ tất cả các quán đều là lầm lỗi. Vì sao? Vì ông biết rõ nhờ có lực trí huệ bên trong mà phân biệt được các pháp ở bên ngoài, là thường, là vô thường, là hữu vi, là vô vi. Như vậy là các ngoại pháp đều chẳng có định tướng. Vì sao? Vì nếu có định tướng thì định tướng ấy chẳng phải là dụng của trí huệ được. Lại nữa, nếu nói các ngoại pháp do duyên hòa hợp sanh chẳng có định tướng thì trí huệ cũng chẳng có định tướng. Vì sao? Vì khi ta nói có vật này vật nọ là ta đã dựng lập hai pháp, tương đãi là danh và vật, ly vật chẳng có danh vậy. Lại nữa, thật trí huệ
theo đúng nghĩa là chẳng thấy năm ấm ở trong, chẳng thấy năm ấm ở ngoài, chẳng thấy năm ấm ở chặng giữa. Dùng các phương tiện trí huệ để quán năm ấm, sẽ thấy năm ấm chỉ do duyên hòa hợp mà có, nên chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Thế nhưng nếu chấp quán đó là tà kiến, chẳng chấp mới thật là được đạo. Lại nữa, dù cho tướng vô thường là thật, thì chấp tướng đó cũng chẳng vào được đạo. Vì sao? Vì trí huệ quyết định là chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Cho nên nói trí huệ là vô sở đắc, mà ly trí huệ cũng là vô sở đắc. Tiền ni phạm trí nhờ trí huệ mà ở nơi hết thảy pháp được viễn ly, khiến các tà kiến đều tiêu diệt, chẳng phải người vô trí mà được như vậy. Lúc bấy giờ ông hoan hỷ quán pháp tướng là vô tướng và tán thán Phật là bậc đại thánh sư. Thấy rõ thật tướng pháp là rốt ráo không, là vô sở đắc nên chẳng thọ. Lại thấy rõ hết thảy kiết sử phiền não đều là hư vọng điên đảo nên chẳng thọ. Trên đây chính là nghĩa chẳng thọ chẳng xả, bất thọ bất xả vậy. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng phải thọ mà cũng chẳng xả mới hy vọng được bát nhã ba la mật, mới được đầy đủ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tướng thế gian và tướng niết bàn là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Thế gian và niết bàn chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Cứ như vậy mà tu hành thì sẽ diệt được hết thảy các chấp tướng. Thế nhưng nếu chưa có được đầy đủ công đức thì chưa nên diệt sạch các chấp tướng. Vì sao? Vì còn phải cần dùng đến các pháp tướng để hành đạo, còn phải lấy các pháp tướng để làm phương tiện hành đại từ đại bi. Bồ Tát cầu Phật đạo vẫn ở trong các pháp tướng mà vẫn biết rõ các pháp tướng đều là vô tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng thấy một pháp nào có định tướng cả, chẳng thấy có tướng xấu, có tướng tốt, dẫn đến chẳng thấy có tướng thọ, có tướng xả. Bởi nhân duyên vậy nên trong kinh nói, pháp chẳng phải là pháp, phi pháp, mà cũng chẳng phải pháp, phi phi pháp. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật như vậy, nên ở nơi hết thảy các tướng đều chẳng thọ. Hết quyển 42.